cho cả các bạn nha. Đây toàn cày sáng sớm vào buổi sáng các bạn. Sương mù đầy thung lũng luôn. Và đây mình đặt bẫy thế này. Và bây giờ mình sẽ thăm bẫy các bạn hãy theo mình nhé. Ok. Đây các bạn ơi. Bẫy đầu tiên của mình đây. Nhìn cho các bạn ơi. To đấy. Tiếp tục đặt cho cổ nữa. Ok, rồi. Đi theo dốc chân chuột đây các bạn ơi. Ok luôn các bạn, 100% luôn. Các bạn nhé, mình đặt theo lối của nó luôn. Đi đặt bài vui lắm các bạn ơi. Khi cảm giác mà bài mình dính chuột là vui lắm. Ok, tiếp theo nha các bạn.
không có chuột được bạn nha. Đừng, nó đi chỗ nào kéo cả cái này luôn. Bay cả cái bay luôn. Đặt lại nè, nó kéo sao mà ăn khỏi anh ta. Do cái bay đường nó ăn mà nó không có lấy. Lang nam kinh nao rang.